Xin được kính chào và cảm ơn cô bác đã quay trở lại với kênh của em, một kênh chuyên chia sẻ về những cây dược liệu. Tuy nhiên trong video này sẽ hơi khác một chút, là em sẽ không chia sẻ về cái công dụng dược liệu của cái cây thuốc này, mà em sẽ chia sẻ những cái độc tính của nó. Bởi vì cây xương rồng đã có một video gần đây em chia sẻ công dụng chữa đau lưng của nó rất là tốt. Tuy nhiên nó có một điều lưu ý, sẽ rất lưu ý khi mà chúng ta thu hoạch nó về để dùng để làm thuốc, đó là cái mủ và cái gai của nó có thể gây độc, và thậm chí là có thể gây mù mắt nếu như mà chúng ta để nó dính vào trong mắt. Mà trong cái thời lượng video đó em chưa chia sẻ được. Vì vậy mà trong video này em sẽ chia sẻ những cái lưu ý và những cái độc tố của cái cây xương rồng ba cạnh để cô bác chú ý. Cây xương rồng này được trồng để dùng với mục đích là để làm rào. Tuy nhiên là để làm rào như thế này nhưng mà nó cũng sẽ rất là nguy hiểm, bởi vì nếu như mà chúng ta đi làm vườn mà không may bị chọc vào cái gai của nó thì có thể dẫn tới tình trạng dị ứng, hoặc không may để cho cái mủ của nó, đây em lấy thử ra một chẽ ra một cái lá, nó sẽ ra rất là nhiều cái mủ trắng này, cái nhựa trắng của nó. Không may mà chúng ta chạm vào cái nhựa trắng này, cái gai này, gai của nó có thể gây dị ứng rất nặng. Mủ trắng này mà bắn vào mắt có thể gây đến giảm thị lực hoặc là mù lòa. Nó nguy hiểm là ở chỗ đấy. Tuy nhiên cái công dụng dược liệu chữa đau lưng của nó thì cũng lại được ghi nhận cô bác ạ. Cho nên là chúng ta muốn sử dụng để làm dược liệu thì cách tốt nhất là chúng ta sẽ phải cẩn thận. Sẽ phải cẩn thận bằng cách là có thể đeo bao tay khi mà thu hoạch để dùng làm dược liệu, và nhất định là không để cho nó nhựa của nó để bắn vào mắt. Cái cách này thì cũng đơn giản thôi, không hề khó khăn gì cả. Ở trên thế giới thì cũng đã ghi nhận một số cái trường hợp là tử vong do cái việc là dị ứng quá nặng với cái gai hoặc cái mủ của cái cây xương rồng này rồi. Chính vì vậy mà em làm cái video này để cô bác lưu ý, kể cả khi mà mình vô tình, mình không dùng nó làm thuốc, vô tình đi làm vườn thấy được như thế này thì chúng ta cũng sẽ phải lưu ý tránh nó ra. Mủ của cái cây xương rồng này rất là độc. Mủ và gai của nó thì có thể khiến cho người tiếp xúc bị dị ứng nặng. Nhất là mủ ấy, bởi vì là trong mủ có chứa nhiều cái chất độc gây suy giảm miễn dịch. Quá trình mà chúng ta chăm sóc, em nói quá trình chăm sóc ở đây có nghĩa là có một số người ta sẽ trồng cái cây xương rồng này để với mục đích là làm cảnh, đúng không ạ? Có nhiều người trồng với mục đích là làm cảnh, và quá trình chăm sóc này lấy làm thuốc mà bị bắn vào mắt thì không may mà bị bắn vào mắt có thể gây mù lòa hoặc là giảm thị lực. Hoặc là trong quá trình mà cô bác đi làm vườn, đi qua những cái rào, có hàng rào được để làm bằng cái cây xương rồng này thì chúng ta cũng sẽ phải đặc biệt lưu ý. Không được để, tuyệt đối là không được để cái nhựa của nó bắn vào mắt. Và tránh không để bị cho cái gai nó đâm vào người. Vậy thì khi đã bị bắn vào mắt rồi chúng ta sẽ sơ cứu như thế nào? Khi mà bị cái nhựa của cái cây xương rồng này không may bắn vào mắt chúng ta sẽ sơ cứu như thế nào? Chúng ta sẽ đi tìm ngay một nhà người dân nào ở gần đó, hoặc là có cái sẵn chai nước sạch ấy. Chúng ta sẽ úp mặt vào cái thau nước sạch, nháy mắt nhiều lần để pha loãng cái mủ ở trong cái mắt ra. Pha loãng cái mủ, làm như vậy nhiều lần. Và nếu như có điều kiện thì chúng ta sẽ thay cái chậu nước sạch mới, làm như vậy nhiều lần. Và chúng ta nên phải lưu ý là tuyệt đối không được dụi mắt, bởi vì trong quá trình dụi mắt có thể làm tổn thương các cái thành phần ở trong mắt, dẫn đến độc tố nó đi vào sâu hơn trong mắt,
Sau khi đã sơ cứu như vậy, bắt buộc chúng ta phải đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, đánh giá cái mức độ tổn thương và để có những các cái biện pháp cấp cứu tiếp theo. Cây xương rồng dùng để làm dược liệu chữa đau lưng đã rất là tốt rồi. Tuy nhiên là có cái điều lưu ý là cái nhựa và cái gai của nó độc như vậy. Cho nên là cô bác xem video này của em hãy nhớ nhé. Nhiều cô bác trồng cái cây xương rồng này với mục đích là làm cảnh và làm dược liệu ấy, thì cũng đã biết đến cái tác dụng không mong muốn này rồi, của cái cây xương rồng này rồi. Tuy nhiên là nếu như mà chúng ta chưa gặp thì chúng ta sẽ thấy là nó là bình thường. Còn nếu như mà chúng ta mà đã được gặp rồi, đã từng gặp những cái trường hợp mà bị cái mủ của cái cây xương rồng này bắn vào mắt rồi, hoặc là gặp ghi nhận được đọc ở đâu đó những cái trường hợp mà bị tử vong do dị ứng do gai đâm hoặc là dị ứng với cái mủ của cái cây xương rồng này, thì chúng ta lúc đấy chúng ta cũng mới biết sợ và mới biết cách phòng tránh, đúng không ạ? Cái cây này mủ của nó độc như vậy, thế nhưng mà đặc tính của nó thì lại rất nhiều mủ. Đấy, đặc tính của nó thì lại rất là nhiều mủ, rất nhiều nhựa. Như bóc ở một cái chẽ lá của nó ra thôi là đã rất là nhiều nhựa rồi. Nếu như mà bây giờ chúng ta dùng cái dao mà chặt ngang ra như thế này thì nhựa nó sẽ bắn ra. Hoặc là nếu như chúng ta vô tình chúng ta lướt qua đi mạnh quá thì nhựa nó cũng sẽ bắn ra, chứ nó không chỉ nhỏ hoặc là chỉ rỉ ra một chỗ giống như là khi chúng ta chủ động chúng ta tước nhẹ nhàng thì cái mủ của nó sẽ không bị bắn. Đấy. Cô bác hãy nhớ, hãy lưu ý cái cách sơ cứu sau khi mà bị cái mủ của cái cây xương rồng này bắn vào mắt như em chia sẻ nhé. Video chia sẻ về cái độc tố ở cái cây xương rồng của em xin được dừng ở đây. Cảm ơn cô bác đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.